Xin được chào mừng toàn thể anh em đã đến với chuyên mục nhận định, soi kèo và dự đoán kết quả tỷ số của những trận cầu tâm điểm trong thế giới tụ cầu mỗi ngày trên kênh Kèo Bóng Tôn Tử. Ở thế giới bóng đá thì đang rất cháy bỏng khi tất cả các cái giải đấu hàng đầu châu Âu lúc này cũng đã bước vào cái giai đoạn cuối cùng. Các câu lạc bộ thì cũng đang tranh đua nhau để có được cái vị thế an toàn của mình trên bảng xếp hạng. Ngày hôm nay, top league cũng chỉ có 2 cặp đấu của Bundesliga được khởi tranh vào lúc 1 giờ 30 phút. Mai 05 sẽ tiếp đón Schalke 04, còn Leverkusen sẽ có cuộc chạm trán với Cologne trên sân nhà của mình. Tôn sẽ lên cho anh em tham khảo kèo ở cả 2 cặp đấu tại video này để các bạn có những cái thông tin tốt nhất trước khi đầu tư. Trước khi đi vào cái chủ đề chính là những cái mã kèo thơm, thì Tôn cũng xin được gửi lời chúc mừng đến toàn thể quý anh em đang theo dõi kênh, cũng như những bạn đã đồng hành cùng với Tôn trong các hội nhóm thì cũng đã có được những cái chiến thắng tưng bừng trong 3 cái trận đấu mà Tôn cũng đã lên trên video được diễn ra vào đêm qua. Đầu tiên là cặp đấu hấp dẫn nhất top league khi Brighton cũng đã khuất phục Quỷ Đỏ ngay trên lãnh địa của mình với cái tỷ số là 1-0. Ở cái cặp đấu này thì toàn thể anh em cũng đã ăn đậm được 3 cái mã kèo chính, đó là xỉu hiệp 1 1.25, xỉu trận 3.25 và Brighton chấp 0.5 bóng cả trận. Tiếp đến là cái trận Empoli với Bologna thì anh em cũng đã ăn đậm được ở 3 mã kèo chính, đó là bằng bóng Empoli hiệp 1, bằng bóng Empoli cả trận và tài trận 2. Tiếp tục là cái trận Napoli thì Tôn cũng chỉ cho anh em trên nhóm chơi bạch thủ một cái kèo chính là xỉu trận 2.75. Tất cả những cái trận đấu được diễn ra trong đêm qua thì anh em cũng đã ăn tất cả các cái kèo chính mà Tôn cũng đã lên cho anh em trong nhóm chơi. Như vậy là Tôn cũng đã tiếp tục mang đến cho toàn thể anh em thêm một cái ngày đại thắng tưng bừng nữa rồi. Một lần nữa thì xin được chúc mừng tất cả anh em luôn có được cái niềm vui khi đã sát cánh cùng với Tôn trong cái thời gian vừa qua. Ngày hôm qua thì cũng có mấy bạn đã nhắn tin cho Tôn xin được vào nhóm đồng hành. Sau khi mà cũng đã vào nhóm mà các bạn cũng đã xem được nhật ký ở những ngày mà anh em trong nhóm chơi thì cũng đã rất là mãn nhãn với những cái kèo mà Tôn cũng đã lên. Một lần nữa, Tôn mời gọi những anh em nào đang lênh đênh ngoài biển thì hãy nhanh chóng liên hệ với Tôn để được lên thuyền trở về đất liền một cách an toàn nhất nhé. Rồi, không vòng vo làm mất nhiều thời gian vàng bạc của các bạn nữa. Ngay bây giờ, chúng ta sẽ đến với nhận định về 2 cặp đấu của Bundesliga để thanh lọc ra những cái mã kèo thơm nhất để anh em có thể đầu tư nhé. Đầu tiên, chúng ta sẽ đến với cặp đấu giữa Leverkusen với Cologne. Với cái việc chỉ có được kết quả 0-0 ngay trên sân của Union Berlin ở cái vòng đấu vừa rồi thì Leverkusen cũng đã bỏ lỡ cái cơ hội để thu hẹp cái khoảng cách với chính đối thủ trong cuộc đua vào top 4. Hiện tại lúc này với 48 điểm có được sau 30 vòng đấu thì thầy trò huấn luyện viên Xabi Alonso đang tạm xếp ở vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng. Cùng với đó là cái khoảng cách với top 4 đã là 8 điểm. Trong khi đối thủ bám đuổi ngay phía sau top 6 của họ cũng chỉ còn có hơn 2 điểm nữa mà thôi. Dù cũng đã lối dài được cái mạch bất bại lên con số 14 trận ở mọi đấu trường, nhưng có thể thấy là phong độ của Leverkusen cũng đã giảm so với giai đoạn trước. Trong 5 cái trận đấu gần nhất ở mọi mặt trận, đội bóng của Alonso cũng chỉ có được 2 chiến thắng, nhưng cũng đã để hòa tới 3 trận. Ở trong 3 cái trận hòa đó, có 2 lần thì Leverkusen cũng đã không ghi được bàn nào. Ở trận còn lại thì họ cũng chỉ ghi được có một bàn trước đối thủ không được đánh giá cao là USG. Dẫu sao thì người hâm mộ cũng vẫn kỳ vọng vào cái sân vận động Arena sẽ mang lại cái lợi thế cho Leverkusen, khi tại đây họ cũng đã bất bại 6 trận gần nhất, trong đó thì họ cũng đã có đến 5 chiến thắng. Lúc này thì Leverkusen cũng đang rất cố gắng để có thể giành tấm vé tham dự Cúp Châu Âu mùa tới. Còn đối thủ của họ ở trận đấu này là Cologne thì cái mục tiêu hiện tại là họ sẽ hạ cánh an toàn ở cái nhóm trụ hạng mà thôi. Hiện tại Cologne đang đứng ở vị trí thứ 11 trên bảng tổng sắp với 35 điểm. Họ cũng hơn cái vùng nguy hiểm là 7 điểm. Trong khi đó giải đấu này cũng còn đến 4 vòng đấu nữa mới kết thúc. Với 4 vòng đấu còn lại thì Cologne cần ít nhất một chiến thắng và một trận hòa để có thể chắc chân với cái vé trụ hạng Bundesliga mùa tới. Và điều này là rất khả thi khi phong độ gần đây của họ cũng đang khá là ổn định. Ở 5 trận đấu vừa qua thì Cologne cũng đã có được 2 chiến thắng, hòa 2 và để thua có 1 trận mà thôi.
Với một cái lối chơi quyết liệt của hai câu lạc bộ mỗi khi đối đầu với nhau thì rất ít khi làm cho người hâm mộ phải thất vọng. Theo như thống kê thì 4 trên 5 trận đấu khi hai đội gặp nhau gần nhất đều có một cái kịch bản từ 3 bàn thắng trở lên. Song mục tiêu có được điểm trong trận đấu này là cái vấn đề mà ban tổ chức đã đặt ra cho cả hai đội bóng. Vì thế trận đấu này có thể sẽ có một cái kịch bản từ 3 bàn thắng trở lên anh em nhé. Với những cái phân tích mà chúng tôi đưa ra bên trên thì các bạn có thể cân nhắc cho Tôn 3 mã kèo chính cho trận đấu này. Đó là tài 2.5 cả trận, Leverkusen chấp 0.25 bóng hiệp 1 và Leverkusen chấp 0.75 bóng cả trận là 3 mã kèo tối ưu nhất để anh em có thể đầu tư nhé. Rồi, tiếp đến là cái trận đấu thứ hai khi mà Mai 05 sẽ tiếp đón người em là Schalke 04 ngay trên sân nhà của mình. Tại các cái giải quốc nội của nước Đức thì Mai 05 tuy không phải là cái tên tuổi lớn nhưng họ cũng thường xuyên gây ra những cái khó khăn cho các đại gia của làng bóng đá Đức. Tuy vậy thì khi chạm trán với những đối thủ ngang tầm hoặc là dưới cơ thì Mai 05 lại chơi rất là thất thường. Cũng bởi thế mà các mùa trước tuy là họ không phải lo về cái vấn đề trụ hạng nhưng lại không thể vươn lên để có thể cạnh tranh cái vé dự cúp châu Âu. Và lúc này thì họ cần phải giải được cái bài toán này khi đang rất cố gắng để thực hiện cái giấc mơ của mình. Hiện tại thì Mai 05 cũng đang đứng ở vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng với 45 điểm và đang cách nhóm tham dự cúp châu Âu có 3 điểm mà thôi. Điều này thì cũng đang giúp cho họ có được cái động lực để có thể thi đấu hết mình trong những trận đấu tới đây anh em nhé. Còn về phía Schalke 04, đội bóng có biệt danh là Hoàng đế xanh. Lúc này họ cũng đang gặp phải rất nhiều khó khăn ở cái cuộc đua trụ hạng. Cũng đã từng có cái thời điểm mà Schalke 04 toàn thua với hòa và người hâm mộ cũng đã xếp họ vào những cái đội bóng có được cái tấm vé xuống hạng ở mùa giải năm nay. Tuy nhiên thì từ cái tháng 2 trở lại đây, Schalke 04 ít nhiều cũng có sự tiến bộ dần lên. Trận thắng 2-1 ngay trên sân nhà trước Bremen vừa qua thì cũng đã giúp cho họ thu hẹp được cái khoảng cách với cái vị trí an toàn xuống còn 1 điểm trên bảng xếp hạng mà thôi. Xét về cái tương quan lực lượng và phong độ của hai đội bóng này thì có thể thấy được sự khập khiễng lớn. Chính vì vậy mà trên sàn giao dịch nhà cái họ cũng đang để cái mức kèo chính hiện tại là chấp 0.75 cho đội chủ nhà. Thì cũng đang đánh giá đúng với cái thực trạng của hai đội bóng trong cái trận đấu này. Dưới mộ điệu thì họ cũng đang đánh giá cao cho một chiến thắng dành cho đội chủ nhà khi mức kèo chấp cũng đang được đẩy dần từ 0.75 lên đến cái mức chấp 1 với cái điểm ăn cũng đang là khá cao. Chúng tôi thì cũng đồng với cái quan điểm này nên anh em có thể cân nhắc cái kèo chấp 0.75 cả trận, xỉu 2.75 và xỉu 1.25 cho hiệp 1 là những mã kèo có tỷ lệ win cao nhất để các bạn có thể đầu tư nhé. Ok, vậy là Tôn cũng đã đưa ra 3 mã kèo chính để các bạn có thể tham khảo và đầu tư. Với những thông tin có được hiện tại thì các bạn cũng có thể chia vốn đều cho cả 3 mã kèo này. Còn anh em nào mà chơi lớn chơi mạnh thì hãy kết nối với Tôn qua Zalo theo số điện thoại 0832406091 hoặc Telegram A Còng Kèo Bóng Tôn Tử để được vào nhóm VIP nhận kèo bạch thủ hoặc những kèo đặc biệt như là kèo tỷ số hoặc những cặp siêng chất lượng mang về cái lợi nhuận cao cho các bạn. Rồi, video cũng đã dài. Điều mà cần chia sẻ thì Tôn cũng đã nói hết. Anh em nào mà yêu mến Tôn thì hãy cho Tôn xin một like, một đăng ký kênh và bật chuông thông báo lên để không phải bỏ lỡ những video chất lượng sau khi chúng tôi phát hành nhé. Xin cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại toàn thể quý vị ở những video tiếp theo.